Hôm qua, giới chức Israel cho biết nước này đang quan sát những diễn biến tại khu vực Trung Đông, đặc biệt liên quan đến khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Israel. Trong bài phát biểu tại Tel Aviv, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Thiếu tướng Daniel Hagari cho biết, chưa có nguồn tin dự báo sắp xảy ra cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel. Nước này vẫn đang theo dõi sát những diễn biến ở Trung Đông, đồng thời sẵn sàng ở mức cao nhất trong phòng vệ và tấn công. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel vẫn chưa đưa ra hướng dẫn mới cho người dân về công tác an ninh an toàn. Động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh nguồn tin khu vực ngày hôm qua cho biết, một cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng vũ trang Hồi giáo nhằm vào Israel có thể diễn ra trong vòng 24 giờ. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh cùng ngày đã kêu gọi Iran kiềm chế, không làm căng thẳng leo thang. Nội các Indonesia hôm qua đã lần đầu tiên tổ chức cuộc họp tại Nusantara, thủ đô mới sắp được khánh thành của nước này. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Joko Widodo với nội dung chính là thảo luận về các định hướng phát triển thủ đô mới cũng như quá trình chuyển giao quyền lực thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng thống Maruf Amin cùng tất cả các bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, người đã đắc cử Tổng thống và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 tới. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Jokowi nhấn mạnh thủ đô mới đánh dấu chương mới trong lịch sử đất nước và sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế đồng đều cho Indonesia nhờ có vị trí chiến lược quan trọng và có tiềm năng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, ông Jokowi cũng tin tưởng Tổng thống kế nhiệm Prabowo sẽ duy trì việc thực hiện các cam kết của dự án quan trọng này. Nusantara được xây dựng giữa khu rừng trên đảo Borneo, cách thủ đô Jakarta hiện tại khoảng 1.200 km. Với tổng mức đầu tư 32 tỷ đô la Mỹ, Nusantara được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho Jakarta, vốn đang đối mặt với thực trạng tắc nghẽn giao thông, mật độ dân cư đông đúc và hay bị ngập lụt. Tuy nhiên, Nusantara cũng đang đối mặt với một số vấn đề do thi công chậm và thiếu vốn đầu tư. Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024 đã chính thức khai mạc hôm qua tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga với sự tham gia của nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng của nước chủ nhà. Phát biểu trực tuyến tại lễ khai mạc AMI 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao những thành tựu của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển một hệ thống an ninh bình đẳng đối với các đối tác nước ngoài. Chúng tôi đánh giá cao và ủng hộ sự quan tâm đối với diễn đàn AMI, đồng thời coi trọng mối quan hệ với các đối tác và sẵn sàng hợp tác cũng như phát triển chúng để tạo nên một hệ thống an ninh bình đẳng, không thể bị chia cắt, bên cạnh việc xây dựng một thế giới mới, đa cực và công bằng hơn. Theo kế hoạch, AMI 2024 kéo dài từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 8, trong đó riêng ngày đầu tiên diễn ra theo hình thức kín. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 110 phái đoàn quân sự chính thức và các công ty nước ngoài tham gia diễn đàn, với gần 200 cuộc gặp song phương cùng khoảng 100 sự kiện liên quan. Hôm qua, Bộ Nội vụ Anh cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát hiện hơn 700 người di cư mạo hiểm lên 11 chiếc thuyền nhỏ để vượt eo biển Manchester từ Pháp sang Anh. Đây là con số cao nhất được báo cáo trong một ngày, trong bối cảnh Anh và Pháp đang nỗ lực kiểm soát nạn di cư trái phép ở eo biển Manchester. Trước đó, giới chức Pháp cho biết hai người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt eo biển nối với Anh, nâng tổng số người thiệt mạng trong hành trình nguy hiểm này lên 25 người kể từ đầu năm. Trong giai đoạn này, nước Anh đã phát hiện hơn 19.000 người di cư trái phép qua eo biển Manchester, cao hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đợt sóng nhiệt ở châu Âu đang xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn, mà nguyên nhân trực tiếp được cho là do tình trạng ấm lên toàn cầu. Hôm qua, nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Anh hay Italia đều ghi nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Tại Anh, ngày 12 tháng 8 đã trở thành ngày nóng nhất trong năm, với nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh dự báo một số khu vực sẽ tiếp tục hứng chịu thời tiết oi nóng, đồng thời khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước. Còn tại Pháp, nhiệt độ đo được trong ngày 12 tháng 8 đã lên tới 40 độ C và dự báo nền nhiệt còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng Pháp đã đặt vùng thủ đô Paris cùng 44 nơi khác trong tình trạng báo động cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo vì thời tiết cực đoan. Do thời tiết nắng nóng gay gắt, Italy cũng ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ tại 17 thành phố, bao gồm cả thủ đô Rome. Ngoài ra, nắng nóng khắc nghiệt và gió cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt vụ cháy rừng tại khu vực gần thủ đô Athens của Hy Lạp lan rộng, buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán. Theo giới chuyên gia, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã khiến sóng nhiệt xuất hiện ở châu Âu nhiều hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng cho rằng châu Âu là khu vực chứng kiến mức nhiệt tăng nhanh nhất toàn cầu.
Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.